Chào các bạn, mình đang ở phi trường London, trung tâm London, rời Việt Nam lúc 12 giờ khuya hôm nay. Thì bây giờ là đang là hiện tại là đang là 8 giờ sáng của giờ London, thì chắc là giờ Việt Nam khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều gì đó. Đi một chuyến hành trình dài, khoảng mười mấy tiếng. Tuy nhiên tới một cái nước Anh nó nằm ở thế giới thứ nhất thì tự nhiên cái không khí và cái tinh thần nó khác. Giờ này nhiệt độ London là khoảng 10 độ C, tưởng là lạnh lắm nhưng mà như vậy thì chấp nhận được. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số cái khung cảnh của London nhé, của sân bay trung tâm London nhé. Các bạn xem một số cái khung cảnh nhanh thôi, rồi mình phải ra để về nơi ở gấp. Thực sự thì ở nước Anh cái việc mà bạn xin được visa là chuyện khác, mà vào thì họ lại kiểm tra được vào không là một chuyện khác. Họ cực kỳ kỹ các bạn ơi, vô là họ hỏi mình có hút thuốc hay không, họ kiểm tra xem có bao nhiêu bao thuốc ở trong này, thì mình nghĩ là chắc là các bạn phải nếu mà bạn nào có dịp đi nước Anh thì phải chuẩn bị như này. Và họ hỏi vào đây làm gì, họ rất là kỹ, không như hải quan của các nước khác. Và đây là Bambi ơi, con chào đi. Con thích tới nước Anh không? Con thấy hiện tại con đang ở đâu? Con đang ở tại sân bay hay con ở đâu? Sân bay tên gì con? Sân bay tên gì? Sân bay tên gì hả? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ cho các bạn xem một cái số khung cảnh và mình sẽ đưa đến bạn những cái tin sau. Cái này là mở gấp hơn. Mình đang ngồi trên xe và quay cái cảnh đường phố London. trường thuật. Cái này là vừa ra khỏi sân bay. Đó, cái này là mấy cái này cũng vừa đi ra, xe đang chở ra khỏi sân bay. Bắt đầu vào mùa đông nên là cây bắt đầu nó rụng lá, nó đổi màu. Chia sao màu vàng nó rụng lá. Trời âm u mù. Rất là nhiều nhà máy. Đi
rồi đến nước Nga cũng cái mùa này nó lạnh quá, cây nó tiêu hết. Swan thiên nga. Con thiên nga trắng. Chứ nữa mình sẽ đi xem ở những cái nơi mà gần sông Thames là sẽ có cái sân bay nó lớn, cái sân bay nó lớn, sân bay rất là lớn. Ông của bạn đang thấy ở ngoài biển cái sân bay trung tâm London rất là lớn. Bắt đầu nó chuyển màu cơ, bữa lạnh nữa là rụng hết luôn, rụng hết lá rồi. Nó còn cái thân trơn.